Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Mậu Tuất trong năm 2020. Trong năm Canh Tý bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Tuất trong năm 2020. Không có biến động, song may mắn cũng chẳng có nhiều. Bạn khá là khó khăn khi tìm kiếm phương hướng để phát triển trên con đường sự nghiệp công danh của mình. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Bình Địa Mộc, có ngày sinh từ ngày 18 tháng 2 năm 1958 đến ngày 7 tháng 2 năm 1959. Đầu tiên thì chúng ta cùng xem vận trình của năm mệnh xét về con đường công danh sự nghiệp. Trong năm 2020, thiên can canh kim lộ xuất thực thần, địa chi tí thủy lộ xuất thiên tài. Mặc dù không có tác động cụ thể gì đối với những người Mậu Tuất, nhưng thiên can và địa chi lại hợp thành tổ hợp cát lợi thực thần sinh tài. Chính vì thế mà trong năm Canh Tý, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thành tích làm việc được nâng cao, thêm vào đó có thực thần tác động khiến cho bạn có một cuộc sống tự do hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh vòng tam hợp quý nhân và bát bảo tâm kinh. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc trở nên thông thuận đà phát triển. Còn bát bảo tâm kinh thì đem lại bình an và may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Một khi đã xác định được kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước lo sau hoặc có người hãm hại. Người tuổi này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đạt được sự thành tích tốt của mình, nhưng cơ may chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Còn những người làm văn phòng thì lại khó đạt được cơ hội, song may mắn bạn vẫn có nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội được tăng lương, tăng mức đãi ngộ, không phải chịu sự chèn ép, không phải có quá nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình. Xét về tài lộc, nhờ có cục diện thực thần sinh tài mà năm 2020 là một năm khá thuận lợi với tuổi này. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh có cơ hội phát huy năng lực và tài hoa của mình trong sự nghiệp. Đặc biệt, nếu làm trong những lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư, bạn dễ dàng được thăng chức, tăng lương, nguồn thu nhập cũng khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý. Tuy trong năm 2020, Thái Tuế không ảnh hưởng lớn với bản mệnh, song vận may của tuổi Tuất chỉ ở mức trung bình, cuộc sống hay là sự nghiệp cũng cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Để tài lộc tăng, hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần tăng thì tuy nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Quý nhân hiếm hoi lắm mới xuất hiện, vận may sẽ không tự động đến với bạn mà bạn cần phải cố gắng rèn luyện trong cả. Còn xét về mặt tình cảm thì trong năm Canh Tý, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất không nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nam mạng lại nhiều may mắn hơn nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn. Tuy nhiên, nếu không dũng cảm bày tỏ, giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không được cao. Muốn gây ấn tượng với người khác giới, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, biết thể hiện sự quan tâm của mình với đối phương, cũng như là thể hiện tài năng của mình để gây ấn tượng với người ấy. Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống quá khép mình mà nên tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập và tự tin thể hiện bản thân. Như vậy bạn có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý và cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Trong mối quan hệ với mọi người thì cần phải giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến cho người khác có ấn tượng không tốt về mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao cô thần quả thú nên những người đã lập gia đình hoặc những người đã có đôi phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần dành nhiều thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung cho người ấy. Để vợ chồng hòa hợp, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để phá giải.
Khi có bất đồng quan điểm thì cần phải giữ thái độ bình tĩnh, không nóng nảy, nếu không rất có thể sẽ vô tình gây ra những ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt chia ly. Hãy nhớ rằng bao dung chính là vũ khí toàn năng để xóa bỏ mọi mâu thuẫn và khoảng cách. Xét về sức khỏe, vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp đến bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của người tuổi này khá là ổn định. Tuy nhiên, tuổi Mậu Tuất cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc là đến những nơi ẩm ướt, âm u nguy hiểm. Ngoài ra thì bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết, khi trời chuyển lạnh hoặc là chuyển nóng cần có trang phục thích hợp. Trong cuộc sống hàng ngày cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu, bia và các chất kích thích khác. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Sức khỏe không được tốt trong năm, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc vận. Phúc vận tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Tiếp theo là nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo thì nữ sinh năm 1958 trong năm Canh Tý, tình cảm gia đạo không được tốt, trong nhà thiếu hòa khí tình cảm vợ chồng, có sự xung khắc bất hòa, quý cô độc thân hay đã ly hôn thì đây là một năm không được tốt, công việc, tình cảm không tìm được người mà mình mong muốn. Với những người đã lập gia đình, để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, khuyên anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mong bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình hay là vụ việc linh tinh thì hãy sử dụng cà trống hoặc kiếm gỗ đào để phá giải nhé. Công việc làm ăn bình thường và có sự thay đổi công việc làm ăn thì không may mắn. Tài chính tiền bạc của quý cô Mậu Tuất, tiền bạc làm ra thì ít, tuy nhiên chi tiêu và cuộc sống gia đình thì lại nhiều. Còn xét về phương diện ngoại giao thì trong năm nay cũng gặp được nhiều mối quan hệ làm ăn, tuy nhiên chú ý lời ăn tiếng nói. Để có được sự hấp dẫn hơn với người các phái nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quyền quý, cao sang và quý phái. Nên những vật phẩm phong thủy nào có hình tượng chim công cũng là những vật phẩm kích tình duyên. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Mậu Tuất trong năm Canh Tý 2020. Tử vi tháng 1 âm lịch, trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, tất cả mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Mậu Tuất đều khả quan, đặc biệt là ở trên hai phương diện tình cảm và tài lộc có những bước phát triển rất rõ rệt. Trên phương diện tài lộc, người tuổi Mậu Tuất phải chi tiêu khá tốn kém, tuy nhiên bản mệnh cũng nhận lại được một khoản tương ứng. Còn xét về phương diện tình cảm, những người còn độc thân vượng vận đào hoa, bản mệnh dễ dàng nhận được sự chú ý của những người khác giới thông qua những buổi tiệc tùng họp mặt. Nếu biết nắm chắc cơ hội, nhiều khả năng bạn sẽ tìm được người như ý muốn. Còn với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng khá ổn định, không có nhiều mâu thuẫn hay là tranh chấp xảy ra. Nếu có mâu thuẫn thì cũng có thể giải quyết nhanh chóng do đôi bên biết nhường nhịn, bao dung cho nhau. Tử vi tháng 2, sự nghiệp của người tuổi Tuất ổn định trong thời điểm này. Về tổng thể thì có dấu hiệu phát triển đi lên, tuy nhiên sức khỏe lại không mấy lý tưởng. Tháng 2 âm lịch, bản mệnh có duyên với quý nhân, tinh thần làm việc nhóm tốt, có cơ hội thể hiện năng lực và trình độ của bản thân, nhận được sự biểu dương và trọng dụng của cấp trên. Ngoài ra thì con giáp này còn giữ được mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, không có mâu thuẫn tranh chấp gì xảy ra nên không phải chịu áp lực về tinh thần, có nhiều thời gian để tập trung cho công việc hơn. Tình hình sức khỏe không như ý muốn, phần lớn là do bản mệnh sức đề kháng kém, thường xuyên mắc phải những căn bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu, viêm họng. Vì thế người tuổi này cần phải giữ chú ý, giữ gìn sức khỏe cho tốt, có cách ứng phó thích hợp với sự thay đổi của thời tiết, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng cho mình. Thời điểm tháng 3 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh vẫn tiếp tục có những bước tiến tích cực, tuy nhiên tài vận lại có dấu hiệu xuống dốc, tổng thể thì khó có cơ hội phát tài. Trong công việc thì người tuổi Mậu Tuất có được những cơ hội mới, đồng thời cũng là những thách thức mới. Tuy nhiên, việc này lại mang lại áp lực khá lớn, nhưng nhờ thế mà bản mệnh có thể phát hiện ra được những khả năng tiềm ẩn của chính mình, có lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai. Về phương diện tiền bạc, con giáp này cần phải chi tiêu những khoản khá lớn cho các nhu cầu cuộc sống, cho các thành viên trong gia đình hoặc các hoạt động giao lưu tiếp khách mà lại không có khoản tiền thưởng tương ứng. Cần tiêu pha hợp lý, chỉ dành tiền cho những nhu cầu thật sự cần thiết, tránh tới khi có việc cấp
xuôi. Tử vi tháng 4, tình hình tài chính của người tuổi Mậu Tuất có bước chuyển biến tích cực trong tháng 4 này. Tuy nhiên, tình cảm lại khiến cho bản mệnh đau đầu. Bạn thường rơi vào trạng thái uể oải và buồn bã. Những người làm trong lĩnh vực ẩm thực, đá quý, buôn bán sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận rất là lớn trong thời điểm này. Nguồn thu nhập tăng lên đáng kể. Đồng thời thì những bạn làm đầu tư kinh doanh cũng nhận được sự trợ giúp của thần tài nên dễ dàng tìm được mối đầu tư như ý, thu lại cả vốn lẫn lời. Còn xét về vận trình tình cảm thì những người đã kết hôn thường hay mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia về những chuyện liên quan đến cả sự nghiệp và con cái. Nếu không nhanh chóng khắc phục những mâu thuẫn hiện tại thì mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên xa cách. Cách tốt nhất là đôi bên ngồi trò chuyện với nhau nhiều hơn, bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn nữa nhé. Tử vi tháng 5 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, lĩnh vực tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu khởi sắc nhưng sự nghiệp thì lại bình bình. Vào thời điểm này, những người còn độc thân có cơ hội phát triển tình cảm với bạn bè hoặc đồng nghiệp, còn những người đã tìm được nửa kia thì có thể hóa giải những tranh cãi hiểu lầm trước đây, tình cảm lại trọn vẹn như thuở ban đầu. Trong sự nghiệp, bản mệnh có thể sẽ phải tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc một cương vị hoàn toàn mới. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến cho bạn cảm thấy lo lắng, áp lực. Vì vậy, hãy cố gắng suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, tìm cách hòa nhập với mọi người và nội dung công việc. Tử vi tháng 6, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất có những dấu hiệu phát triển tích cực hơn so với tháng trước, nhưng sức khỏe lại giảm sút khá rõ ràng. Trong công việc thì bản mệnh có thể nhận được sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên, tìm được cơ hội để thử thách chính bản thân mình và thể hiện năng lực của mình. Nếu có thể tự tin nắm bắt thì bạn chắc chắn sẽ thành một thành viên quan trọng trong tập thể. Đồng thời thì bản mệnh cũng cần phải chú ý học hỏi, đi sâu vào những tri thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân mình hơn, không nên có thái độ kiêu ngạo, coi thường người khác. Còn trên phương diện sức khỏe thì con giáp này cần phải chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng, không nên ngồi điều hòa quá lâu hoặc ngồi điều hòa ở nhiệt độ quá lạnh gây ảnh hưởng đến da và hệ thống hô hấp. Tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, tiền bạc của người tuổi Mậu Tuất ở trạng thái tương đối khả quan, cộng với đó thì chuyện tình cảm cũng được như ý muốn. Những người làm trong ngành thực phẩm hoặc là dịch vụ có nhiều cơ hội làm ăn, tiền bạc chảy vào túi không ngớt. Những người làm đầu tư bất động sản cũng có cơ hội khẳng định mình, nhận được sự tin tưởng của cấp trên, có khả năng sẽ nhận được tiền thưởng hoặc có cơ hội thăng chức. Trong tháng cô hồn, đôi khi mệnh chủ có thể xảy ra tranh chấp cãi vã với người kia. Tuy nhiên đây cũng chính là cơ hội để đôi bên thêm thấu hiểu về nhau, khiến cho mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng khăng khít. Những người còn độc thân cũng có cơ hội tìm được người ưng ý nếu chăm chỉ tham gia vào các hoạt động tụ tập giao lưu bạn bè hoặc thông qua mối quan hệ của người thân, bạn bè. Tử vi tháng 8 năm 2020, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất khá là ảm đạm trong tháng 8 âm lịch. Đặc biệt, vào nửa cuối tháng sẽ có dấu hiệu tụt dốc rất là rõ ràng. Vì thế mà tiền bạc cũng chịu ảnh hưởng lớn. Trong công việc thì người tuổi này làm việc chăm chỉ, cố gắng nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả tương xứng. Mối quan hệ xã giao không mấy thuận lợi, bản mệnh và người đó thường. Mối quan hệ xã giao không thuận lợi, bản mệnh thường phải chịu sự gièm pha cô lập của đồng nghiệp, không có thể hòa nhập được với mọi người nên dễ phải gánh chịu áp lực lớn về tinh thần. Làm việc không được năng suất như bình thường. Trên phương diện tiền bạc thì tuổi Mậu Tuất phải chi tiêu khá nhiều cho các nhu cầu cuộc sống hoặc lễ lạc nên thường không mấy dư dả. Những người đã lập gia đình gánh vác trách nhiệm trên vai thì cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm hơn, không nên chi tiêu hoang phí cho sở thích cá nhân và những việc không cần thiết. Tử vi tháng 9 âm lịch, tình cảm của người tuổi Mậu Tuất không được tốt đẹp trong tháng 9 âm, tình trạng sức khỏe cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Nhưng người đã lập gia đình hoặc đã tìm được nửa kia dễ xảy ra hiểu lầm xích mích với đối phương vì các mối quan hệ nam nữ ngoài xã hội. Chỉ cần bất cẩn xử lý không thỏa đáng thôi thì rất có thể mối quan hệ giữa hai người sẽ phải chịu tác động lớn. Khi mâu thuẫn xảy ra, người tuổi này cần phải chân thành và thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, không nên nói năng lấp lửng khiến cho đối phương hiểu lầm, mất niềm tin với mình. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh cần chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi ăn uống thì cần phải biết rõ nguồn gốc thực phẩm, không nên ăn uống nhiều ở các hàng quán ven đường. Ăn khi chưa rửa tay, tránh mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Tử vi tháng 10 năm 2020, tình hình tài chính của những người tuổi này lên xuống thất thường, về tổng thể thì có dấu hiệu sụt giảm. Tuy nhiên, phương diện tình cảm lại có những bước chuyển biến rất là tốt đẹp. Người làm trong lĩnh vực đầu tư thì dễ phải chịu tổn thất về tiền bạc, đặc biệt là những người làm ăn nhỏ lẻ dễ phải chịu sự cạnh tranh của những đối thủ khiến thu nhập không được như trước.
Ngoài ra thì bản mệnh còn dễ gặp phải các đối tượng lừa đảo trộm cắp, vì thế cần phải giữ sự tỉnh táo, không nên cả tin mà đầu tư mua bán hàng hóa một cách mù quáng. Còn trên phương diện tình cảm thì người tuổi này có mối quan hệ ngọt ngào đáng ghen tị, bạn và nửa kia càng ngày càng thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Hiếm khi xảy ra mâu thuẫn cãi cọ, bạn sẵn sàng xuống nước để xin lỗi, để giữ gìn mối quan hệ giữa hai người. Tử vi tháng 11 âm lịch. Trong tháng này, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất tuy không hoàn toàn thuận lợi nhưng vẫn có dấu hiệu phát triển tích cực so với thời điểm trước. Tuy nhiên, bản mệnh lại cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của mình hơn. Trong công việc, bản mệnh phải đối diện với thử thách nhưng vấn đề không quá to tát, chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp cấp trên. Tuy nhiên, những người làm trong lĩnh vực marketing, bất động sản, bảo hiểm cần chú ý mỗi khi đàm phán hoặc ký kết hợp đồng, tránh mắc lừa đối thủ hoặc là những kẻ lừa đảo. Về tình trạng sức khỏe, sức đề kháng của bản mệnh không tốt. Trước khi ra khỏi nhà thì cần phải chú ý ăn mặc, giữ gìn cho cơ thể ấm để tránh mắc các bệnh về cảm cúm, ngạt mũi. Tử vi tháng 12, vào thời điểm cuối cùng của năm Canh Tý, vận thế của người tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển đi lên, đặc biệt là ở hai phương diện sự nghiệp và tình cảm. Trong công việc, nhờ có thần may mắn giúp đỡ mà bản mệnh có thể phát huy được khả năng của mình, đánh bại được đối thủ, góp phần lớn vào sự phát triển của công ty, nhận được sự đánh giá khá là cao của ban lãnh đạo. Đồng thời, con giáp này cũng mở rộng được các mối quan hệ xã giao trong các buổi liên hoan tiệc tùng, mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển sự nghiệp sau này. Còn về phương diện tình cảm thì những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí ngọt ngào, hạnh phúc vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020, xem tổng thể vận trình tử vi năm 2020 của tuổi Mậu Tuất, con giáp này không gặp phải nhiều biến động lớn trong cuộc sống, vận trình bình ổn nhưng khó thăng hoa. Mọi thứ bạn muốn có thì đều phải chủ động nắm giữ, không thể dựa vào ai. Công việc ổn định, tài lộc có phần tăng tiến, song đường tình duyên thì ảm đạm. Nam mệnh là người có nhiều cơ hội hạnh phúc hơn là nữ mệnh. Trong năm, sức khỏe không được tốt, người thân cũng dễ đau yếu, cần lưu ý để chăm sóc sức khỏe cả gia đình. Theo phong thủy phi tinh năm 2020, người tuổi này nếu muốn vượng vận đào hoa, tình duyên như ý thì cần phải lưu ý đến góc đông bắc trong nhà. Đây là đào hoa vị năm 2020. Nếu biết sắp xếp phong thủy thuận chiều thì sẽ giúp cho chuyện tình khởi sắc trở lại. Việc dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng đồ đạc ở khu vực này thì gia chủ cũng cần phải chú ý ánh sáng thường xuyên chiếu rọi, đồng thời trang trí bằng đồng hồ chim công, vừa làm cho ngôi nhà thêm sang trọng vừa kích tình duyên cho gia chủ. Trong nhà cũng nên bài trí đồ vật có đôi có cặp, nhất là những cặp đôi đã kết hôn, càng cần phải lưu ý đến điều này. Nó thể hiện cho sự song hành viên mãn của hai vợ chồng. Trong năm Canh Tý này, nhị hắc hung tinh còn gọi là bệnh phù tinh chủ về bệnh tật, thương vong nhập vào cung chính nam. Vì thế mà đây cũng là một trong những phương vị mà gia chủ cần phải đặc biệt lưu ý và giữ gìn sức khỏe cho tốt. Nếu chỗ ngồi, giường ngủ của gia đình nằm ở góc chính nam trong nhà thì tốt nhất nên bố trí sắp xếp lại vị trí thuận chiều phong thủy hơn để tránh họa bệnh tật tai ương. Gia chủ cũng cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao để tăng cường thêm sức đề kháng cho mình. Như đã hứa ngay từ đầu, chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Mậu Tuất Thái Tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ với hotline của chương trình, chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.